Em ơi, anh nghỉ phép rồi nha, 100% dành cho em đó nha. Một trăm em ơi, chiều nay 100%. Một trăm em ơi, chiều nay 100%. Người yêu anh ơi, chiều nay lại cắm trại rồi. Nào đâu nào biết tâm tư người linh, lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau với em tâm tình. Xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước được đâu, mà dẫu lính hay là tình nhân, mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người, một người mà thôi, và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. 100 em ơi, chiều nay 100%. 100 em ơi, chiều nay 100%. Này em yêu ơi, vì anh là lính chung tình, đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dối. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Một trăm em ơi, chiều nay 100%. Một trăm em ơi, chiều nay 100%. Người yêu anh ơi, chiều nay lại cắm trại rồi. Nào hay nào biết tâm tư người lính, lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau với tâm tình. Xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước được đâu, mà dẫu lính hay là tình nhân, mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người, một người mà thôi, và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. 100 em ơi, chiều nay 100%. 100 em ơi, chiều nay 100%. Này em yêu ơi, vì anh là lính chung tình, đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dối. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Xin chào mừng.